Danh dự cao quý của bạn giúp bạn tránh xa mọi tai ương, có được điều quý giá. Những thế lực tiêu cực từ bên ngoài, những nguồn năng lượng tiêu cực từ bên ngoài muốn xâm nhập vào cơ thể của một người và tạo ra sự mất cân bằng. Những nguồn thế lực này lợi dụng lòng tham, sự ích kỷ, sự lo lắng, sợ hãi, bất an, rất nhiều những điều tiêu cực của người đó để tấn công vào cơ thể của người đó. Khi bạn có danh dự cao quý, luôn tinh tấn trao dồi những phẩm chất cao quý của mình, thể hiện tình yêu dồi dào của mình với bản thân mình, với tất cả những người xung quanh, bạn làm với sự cam kết kiên định và không lay chuyển. Bạn thể hiện những phẩm chất cao quý của mình rất rõ ràng: lòng biết ơn, lòng từ bi, lòng trắc ẩn. Bạn không oán trách chỉ trích những người xung quanh bạn. Bạn luôn có lòng trắc ẩn, bao dung, tha thứ vị tha cho những người xung quanh. Bạn không bị mắc kẹt vào những câu chuyện của những người xung quanh, những năng lượng tiêu cực. Bạn chỉ hiện diện và sẵn sàng cung cấp mọi nguồn tài nguyên bạn có để trợ lực cho họ, để họ tự nhận thức, đi trên con đường của chính mình. Chính nguồn tài nguyên dồi dào tình yêu của bạn, chính tần số rung động cao của bạn đã tạo thành một lá chắn năng lượng. Lá chắn năng lượng này ngăn chặn những thế lực tiêu cực, làm suy giảm tình yêu ánh sáng bên trong bạn. Và nguồn tài nguyên dồi dào tình yêu của bạn liên tục gieo trồng trong tâm hồn, trái tim những người xung quanh. Đó là hành động. Bạn đang sống thuận theo dòng chảy cuộc sống, sống đúng theo quy luật tối cao của vũ trụ. Bạn khơi dậy tình yêu luôn hiện diện trong trái tim của những người xung quanh bạn. Bạn càng làm lợi lạc cho cuộc đời này, bạn càng thực chứng được tình yêu đích thực và sự bảo vệ che chở của cả vũ trụ dành cho bạn.